Vâng, xin chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Đa Đô Hải Dương. Hôm nay tôi tiếp tục khui hàng những cái sản phẩm mới về. Trong cái đợt này thì có nhiều cái sản phẩm các bác cũng đang mong chờ. Thì tôi xin phép được khui hàng để cho các bác xem những cái nào sản phẩm nào các bác quan tâm thì các bác liên hệ sớm, bởi vì cũng rất nhiều các cái sản phẩm nó nằm trong cái số hiếm, số ít thì có thể là chưa kịp đăng lên kênh thì cũng đã bị bán mất rồi, thì các bác lưu ý. Bởi vì rất nhiều các bác thắc mắc là tôi đã xem rồi nhưng mà không còn, thì các bác lưu ý để các bác đặt sớm nhé. Gần đây thì dịch nó khá là ảnh hưởng, nên là cái hàng hóa chuyển ra ngoài để quan trọng để độ chậm các bác nhé. Chậm đấy. Cái con này là cái con màn hình các bác nhé, màn hình con này nó có cả đĩa DVD luôn các bác nhé, DVD luôn, rất là đẹp luôn các bác nhé. Cái này thì nó chạy đĩa đằng sau các bác này, đĩa đằng sau Nhật thì nó thiết kế rất nhiều những cái đặc trưng. Cái này thì cũng là một cái dạng, nó là dạng radio các bác nhé, radio của Nhật. Nói chung là số các cái dòng đài nó rất là gọn gàng. Con này nó vừa có cả màn hình luôn các bác này, nguyên hộp các bác nhé, và lại rất nhiều những cái nguyên hộp. Cái chuyến tuần này, trong tuần tới này thì sẽ có một số cái hầm giờ kinh doanh 85 các bác nhé. Cái này cũng rất nhiều các bác mong chờ, bởi vì rất nhiều là nó một trong những hàng đi vào cái kiến thức cũng như vào cái vui sưu tầm của rất nhiều các bác rồi, nên là cũng rất nhiều các bác mua và thậm chí cũng bây giờ cũng có 2-3 bác đặt trước rồi, thì các bác để ý tin là tới là sẽ có về. Thì nó về khoảng 3 con thì hiện nay là có 2 con là khách đặt rồi, thì còn có một hướng có 1 con thôi. Thì các bác nào quan tâm đến các bác lưu ý liên hệ sớm nhé, bởi vì là những con nó thì chuyển ra nước ngoài về nó cũng không phải là nhiều, trung tâm rất là để ý nhưng không có nhiều lắm, nên là mà hai bây giờ giá đấu giá ở nước ngoài cũng rất là cao, nên nhiều khi các bác là thắc mắc là bây giờ các cái sản phẩm này nó cao hơn trước rất là nhiều như thế, bởi vì là thứ nhất là nó hiếm hơn, cái thứ hai là hiện nay là hàng đấu giá nước ngoài là nó càng ngày càng khan đi thôi nhé, một số sản phẩm này càng đi. Thank you.
con này còn rất đẹp các bác nhé. Đây. Bóng điện tử nha. Con này bóng điện tử nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Con này đặc biệt là có 3 băng sóng luôn. Đấy, còn rất là mới, rất là đẹp luôn các bác nhé. À, con này là Lakina.
takes me down, pulls me down, pulls me down.